bạn ở bên Hàn lưu ý cho Thành là hiện tại bây giờ cục làm rất là căng vấn đề này, nó rất là nguy hiểm nhá. Hiện tại bây giờ Thành đang có mặt tại ngân hàng nông nghiệp. Ngày hôm qua Thành đang ở Việt Nam, tuy nhiên là quay sang gốc bởi vì một cái lý do rất là đặc biệt. Bây giờ thì có rất là nhiều bạn du học sinh Việt Nam dùng cái dịch vụ một chứng minh tài chính để mở dạng visa. Tuy nhiên thì dạo gần đây cục và bên phía cảnh sát các thứ thì kiểm tra rất là khắt khe. Và học sinh của Thành là có một bạn dính bởi vì là dùng dịch vụ chứng minh tài chính để lên chuyên ngành. May mắn là sau khi Thành nói chuyện về trường thì tường tạo điều kiện và nói chuyện lại với cục và Thành sang để đưa bạn đấy đi xin cái tờ xác minh số tiền mà bố mẹ gửi từ Việt Nam qua. Tất nhiên là bạn đấy phải nhờ bố mẹ gửi lại. Nên là các bạn ở bên Hàn lưu ý cho Thành là hiện tại bây giờ cục làm rất là căng vấn đề này. Nếu như các bạn mà dùng cái dịch vụ mà chứng minh tài chính để mà dạn visa thì kể cả bây giờ các bạn không bị, nhưng mà sau này có thể các bạn sẽ bị. Nó rất là nguy hiểm nhá. Trường không cần chứng minh tài chính thì không nói, còn mà cần á thì cứ bố mẹ gửi tiền từ Việt Nam qua cho nó chắc ăn. Biết là cái lệ phí chuyển tiền mọi thứ so với việc của mình dùng cái dịch vụ thì nó cao một chút nhưng mà nó an toàn hơn. Thú thật là các bạn cũng gia hạn có mấy lần thôi mà nhá. Sau này còn đổi visa D10, E7 hay là ở lại lâu dài nữa.